Liên hoan truyền hình khi trao giải đặc biệt, ban tổ chức đánh giá phim có nội dung tốt đề tài gia đình, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thời gian dài và được nhiều khán giả quan tâm. Nhóm tác giả kịch bản phim cũng giành giải biên kịch xuất sắc. Thu Quỳnh nhận giải nữ diễn viên xuất sắc với vai Huệ. Thu Quỳnh chia sẻ cô hạnh phúc vì lần đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng dành cho phim truyền hình. Tôi đóng phim từ năm 2008, từng được đề cử nhiều nhưng chưa từng thắng giải thưởng nào. Tôi rất bất ngờ, hạnh phúc vì những cống hiến của mình được ghi nhận, giải thưởng giúp tôi tự tin hơn là minh chứng cho nỗ lực của tôi. Thu Quỳnh nói, về nhà đi con xoay quanh cuộc sống gia đình ông Sơn. Có hai con gái đầu lòng, ông không hài lòng mà muốn vợ đẻ thêm con trai. Trong lúc sinh nở, bà qua đời khiến ông ân hận. Cuộc sống gà chống nuôi con với ba con gái ẩm ương khiến ông luôn phải đắn đo, bối rối, không biết hành xử thế nào để giúp đỡ các con. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Quốc Trường. Tác phẩm là phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm qua.